Chả là cách đây ít hôm, mình có xem qua những cái clip của các YouTuber nước ngoài. Và tại đó người ta xếp hạng những chiếc xe mà có tầm ảnh hưởng nhất tại quốc gia của họ. Chính vì vậy, đó là nguyên nhân xuất hiện clip ngày hôm nay. Và trong clip này, mình sẽ xếp hạng 5 chiếc xe mà theo như bản thân mình là có khả năng gây phá đảo thị trường mô tô phân khối lớn tại Việt Nam trong năm 2023. Và để ra được 5 cái danh sách tổng hợp này hôm nay, mình đã tốn công, mình đã dò xét rất là nhiều những cái group bán xe rồi. Và nếu anh em đang tìm cho mình chiếc xe và đang cần tham khảo thì đây là cái clip anh em cần tìm. 5 chiếc xe này sẽ xếp hạng theo đúng như tiêu chí của bản thân mình đề ra. Tiêu chí đó là gì? Xếp hạng thấp nhất là những chiếc xe có giảm giá. Tuy nhiên, theo mình, đó vẫn là những chiếc xe chưa xứng đáng để sở hữu trong thời gian lâu dài. Và xếp thứ hạng cao hơn là những chiếc xe cho cái khả năng giảm giá sâu hơn. Và thậm chí có những chiếc xe giảm giá lên đến 30%. Và những chiếc xe này xứng đáng để cho anh em sở hữu. Và theo như bản thân mình, nó cũng là tốt nhất trong tầm giá mà anh em có thể tìm được rồi. Bảng xếp hạng ngày hôm nay chủ yếu là để cho vui và để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Nếu anh em thấy cái bảng xếp hạng của mình có những điều gì đó nó bất hợp lý, hoặc anh em muốn sắp xếp lại sao cho đúng với ý anh em, thì anh em có thể comment dưới cho mình biết. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đầu năm nay thì Kawasaki Việt Nam đã bắt đầu chiến dịch đại hạ giá của mình với chiếc Kawasaki Z400. Về cơ bản, ở Việt Nam thì Kawasaki Z400 là một chiếc xe mới. Chính vì vậy, việc hạ giá này đã kích cầu người tiêu dùng rất là nhiều. Tuy nhiên, cũng theo như Kawasaki thì số lượng khuyến mãi này có giới hạn, chứ đây không phải là giá bán chính thức cuối cùng của Z400. Thế nên là ai đặt trước thì có xe trước, còn ai đặt sau thì xe sẽ về đúng với giá niêm yết. Nói thế thôi chứ mình thấy Kawasaki bán cũng được mấy tháng trời, sau đó sức mua giảm, và cũng thật tình cờ là khi người ta không mua xe nữa thì chiếc xe cũng hết khuyến mãi. Vậy còn hiện tại thì sao? Giá niêm yết của Z400 ở mức 149 triệu, còn giá hãng đang bán chỉ là 115 triệu thôi, cao hơn mức ban đầu của nó chỉ khoảng 7 triệu đồng. Cũng may là thời điểm Z400 được rao bán, trên thị trường xe chưa hề có xe cũ. Lúc đó nếu mà có xe cũ thì trên thị trường sẽ xảy ra tình huống là giá xe mới bằng với giá xe cũ. Quả thật là dở khóc dở cười anh em à. Nói sơ qua về chiếc Z400 đi, thì đây là chiếc xe xài chung cục máy với chiếc Ninja 400. Và với cá nhân của mình, một người đã từng sở hữu chiếc Ninja 400, thì mình có thể khẳng định với anh em một điều rằng là Z400 là một chiếc xe xứng đáng với giá tiền mà anh em bỏ ra. Một động cơ cực khỏe, 44 mã lực kết hợp với đó là 164 kg, ABS trước sau đầy đủ. Những thông số trên hiện đang đứng đầu bảng của những chiếc xe 400cc đổ lại. Trước kia, Ninja 400 được mệnh danh là chiếc xe mạnh nhất phân khúc 500cc đổ lại và cực kỳ đáng chơi, thì nay chúng ta đã có thêm một đại diện nữa là Z400. Miễn là ZX4RR chưa ra mắt thì chúng ta vẫn có thể tự tin rằng Ninja 400 hay Z400 vẫn là một chiếc xe đáng tiền nhất mà bạn có thể sở hữu. Sau khi một loạt các đối thủ sừng sỏ như là Honda, Kawasaki tung ra các chương trình đại hạ giá để thúc đẩy người tiêu dùng, thì bây giờ Yamaha cũng sẽ làm tương tự y như vậy. Chúng ta sẽ có Yamaha MT09 đại hạ giá từ 345 triệu xuống chỉ còn 299 triệu. Và KTM Duke 790 giá niêm yết 399 triệu nay cũng chỉ còn 299 triệu. Vì hai chiếc xe này hiện đang có mức giá bằng nhau, do đó mình sẽ xếp hạng độ hấp dẫn của hai chiếc xe này chung một thứ hạng. Riêng với KTM Duke 790, mình đã có một clip trải nghiệm chi tiết. Còn đối với MT09 thì cũng sẽ sớm có trên kênh, và lúc đó mình sẽ so sánh kỹ hai chiếc xe này với nhau hơn. Riêng với thời điểm hiện tại, những thông số về động cơ, sức kéo hai chiếc xe này khá là tương đồng nhau. KTM Duke 790 có thể yếu hơn đôi chút nhưng lại có lợi thế hơn về mặt cân nặng. Chính vì vậy mà điều này đang tạo ra thế trận cân bằng giữa hai dòng xe này, nên nó cũng đang là một trong những sự lựa chọn rất là hợp lý cho những bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên RMIT. Vậy theo các bạn, giao bổ 790 sẽ hấp dẫn hơn hay là Master of Torque MT09 sẽ hấp dẫn hơn? Nếu các bạn đang có khoảng 300 triệu thì các bạn sẽ chọn chiếc xe nào? Mình còn nhớ cách đây khoảng 2 tháng, một nhà phân phối dòng xe Yamaha R3 đã gây sốc khi bán Yamaha R3 với mức giá chỉ khoảng 94 triệu đồng luôn cả VAT. Đây thực sự là một mức giá khiến cho những anh em nào đang bán xe lướt phải bỏ việc mà bán xe mới. Bởi vì mình còn nhớ lúc đó xe lướt chỉ khoảng 90 triệu thôi, trong khi đó xe mới là 95 triệu. Thậm chí nhiều chiếc xe lướt còn có giá cao hơn cả xe mới. Tôi mà là mấy anh em bán xe thì tôi thấy chén cơm của mình bị Yamaha đá văng ra ngoài kia rồi. Mình ăn bát cơm thì phải cho em mình ăn bát cháo. Nhưng mà cũng phải cắn răng cắn lợi bán tiếp thôi chứ biết sao bây giờ. Yamaha R3, biệt danh là kẻ đạp đổ chén cơm của người khác, còn có thêm một ưu điểm nữa là khả năng hao xăng nhất phân khúc, chỉ thua mỗi Kawasaki ZX25R với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình là khoảng 4,5 lít xăng cho 100 km, cho một con xe chỉ khoảng 321cc. Đây được xem như là chiếc xe nhậu xăng chứ không phải là chiếc xe tiêu hao xăng như bình thường nữa. What the fuck? Ngoài ra với mức giá siêu hủy diệt như vậy thì Yamaha R3 còn đạp đổ chén cơm của đứa em mình là Yamaha R15, khi mà sự chênh lệch giữa hai xe chỉ còn khoảng 15 triệu. Đặc biệt Yamaha R3 chỉ đắt hơn Yamaha R15M đúng 5 triệu đồng. Là các em mình
không đi cùng được với mình. Ăn uống thì các em có thể ở nhà, mình có thể cầm về cho các em mình ăn, có sao đâu. Nói về các thông số khác thì Yamaha R3 có chiều cao yên rất tốt, chỉ khoảng 780mm, kèm với đó là trọng lượng ước khoảng 169kg và cho ra 42 mã lực. Thiết kế được học hỏi rất nhiều từ đàn anh Yamaha R1. Chính vì vậy mà theo cá nhân mình, đây là một chiếc xe đẹp và cân bằng giữa các yếu tố sức mạnh và khả năng điều khiển. Và nhờ những yếu tố kể trên thì Yamaha R3 hiện đang là một trong những chiếc sport phân khối lớn dễ tiếp cận nhất hiện nay. Tuy nhiên, với những điều mà mình vừa kể trên thì Yamaha R3 vẫn xếp sau ứng cử viên tiếp theo. CB và CBR650R kể từ khi ra mắt lần đầu tiên ở Việt Nam từ năm 2019 cho đến nay đã tạo ra một làn sóng chơi xe vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta sẽ có một chiếc xe với mức giá rất dễ tiếp cận. Từ mức giá bán đề xuất thời điểm ban đầu là trên 270 triệu đồng, thì bây giờ mức giá bán chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 230 cho đến 240 triệu đồng. Đây có thể xem như là một mức giá rất hời cho một chiếc sport có đầy đủ những đặc điểm mà người Việt chúng ta rất thích. Một thiết kế rất đẹp học hỏi từ người đàn anh CBR1000 huyền thoại. Thứ hai là đến từ thương hiệu Honda, một thương hiệu rất quen thuộc với người Việt. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là động cơ 4 xi lanh với tiếng hú gây tê tái lòng người. Quá là ghê gớm. Khỏi phải nói, ngoài chiếc Z1000 thần thánh ở Việt Nam ra thì khoảng từ năm 2020 cho đến nay thì CBR650R hay CB650 mới thật sự là chiếc xe quốc dân, chứ không còn là Kawasaki Z1000 như ngày xưa nữa. Tao là xe quốc dân. Ê, tao mới là xe quốc dân. Dòng 650R của Honda liên tục đạt top doanh số bán ra hàng tháng. Chính vì vậy mà thị trường xe cũ của dòng xe 650R cũng rất là đa dạng. Và đặc biệt trong năm 2023, giá xe cũ của CBR650R đã xuống thấp dưới mức 160 triệu đồng. Điều này càng chứng minh cho sự phổ biến của dòng xe này hơn nữa. Sẽ đến một lúc nào đó mà các bạn đang có trong tay khoảng từ 200 cho đến 300 triệu đồng và phân vân không biết mua một chiếc xe gì, thì tin mình đi, các bạn sẽ nghĩ ngay đến dòng 650R của Honda để thấy được mức độ phổ biến của dòng xe này như thế nào. Mình thấy ở năm 2023, tuy là kinh tế đang có chiều hướng đi xuống, tuy nhiên, những người trẻ đang sở hữu trong mình số tiền ở khoảng từ 200 cho đến 400 triệu đồng đang nhiều lên dần. Quốc dân thì quốc dân, phổ biến thì phổ biến, nhưng CBR650R của Honda vẫn phải chịu thua trước dòng xe dưới đây. Đến với top 1 của bảng xếp hạng ngày hôm nay. Cách đây không lâu, Kawasaki Việt Nam vừa tung ra chương trình sale dành riêng cho Kawasaki Z900 từ mức giá niêm yết 345 triệu đồng. Kawasaki Z900 sale một phát xuống chỉ còn 228 triệu đồng. Còn về số lượng xe thì không biết có giới hạn hay không, nhưng trước mắt Kawasaki Việt Nam mỗi ngày bán đâu đó mấy chiếc xe, liên tục từ ngày này qua ngày khác. Không biết tình hình mấy anh bán xe lướt năm nay như thế nào, chứ gặp anh nào mà vừa ôm mấy con như Yamaha R3 và ôm thêm Kawasaki Z900 thì năm nay quả là năm tam tai, bởi vì không những mấy anh bị các hãng đạp đổ chén cơm mà còn đạp luôn mấy anh ra đường nữa. Kawasaki xứng đáng được mệnh danh là kẻ đá chén cơm của những người khác. Mình nói đùa thế thôi, chứ nguyên nhân sâu xa là do cung nhiều hơn cầu và quy luật tất yếu là phải giảm giá để thu hút người tiêu dùng. Nói thêm về Z900 phiên bản 2022 đã được trang bị màn hình màu LCD, động cơ cũng đã được tinh chỉnh lại cho ra công suất 125 mã lực, kèm với đó là 4 chế độ lái. Nhờ mức giá siêu cạnh tranh như vậy thì Z900 thậm chí còn hất luôn cả CB650R của Honda ra khỏi cuộc đua này, bởi vì Z900 thậm chí còn rẻ hơn cả CB650R. Trong khi đó, Z900 hơn CB650R về mọi thứ, từ động cơ, sức mạnh và cả những công nghệ trang thiết bị đi kèm. Tại Việt Nam thì Z900 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như là MT09, KTM 890R, Triumph Triple RS, Monster 937 và các đối thủ khác trong phân khúc 900cc. Nhưng sau khi áp dụng đợt đại hạ giá này của Kawasaki thì Z900 sẽ cạnh tranh với tất cả những chiếc xe phân khối lớn khác. Giảm giá sâu vãi. Chính vì vậy, kẻ phá đảo thế giới mô tô phân khối lớn năm nay tại Việt Nam chính thức gọi tên Kawasaki Z900 với mức giá sale không thể kinh khủng hơn, giảm hẳn 100 triệu đồng vào mức giá niêm yết. Và với mức giá giảm như vậy thì mình nghĩ chỉ có trong mơ thôi, nhưng thực tế nó đang diễn ra các bạn. Giả sử như anh em vừa mua một chiếc Kawasaki Z900 đầu năm với mức giá trên 300 triệu và bây giờ Kawasaki sale một phát xuống chỉ còn hơn 200 triệu, anh em sẽ nghĩ như thế nào? Và nếu như anh em thấy chiếc xe nào xứng đáng là vua giảm giá của thị trường năm nay, hãy để lại ý kiến cho mình biết luôn. Nếu anh em cảm thấy clip này của mình hay và thú vị á, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Bye.